Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang đến ngày hôm nay, mưa ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã giảm nhanh, chỉ còn những cơn mưa nhỏ, tuy nhiên trời khá nhiều mây và âm u. Nền nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ là từ 16 đến 19 độ và ở các tỉnh Bắc Trung Bộ giao động trong khoảng 19 đến 22 độ. Hiện nay, cơn bão Bofa đang hoạt động ở phía đông nam Philippines vẫn đang di chuyển theo hướng giữa Tây, Tây Bắc và Tây Bắc về phía Biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ sáng mai, mùng 5 tháng 12, vùng biển phía đông nam Biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, Biển Động dữ dội. Trong đêm nay và ngày mai, một bộ phận không khí lạnh với cường độ khá mạnh từ phương Bắc sẽ di chuyển xuống và ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, gây ra mưa và rét cho khu vực. Lần này mưa chỉ xảy ra dài rác với lượng không nhiều và không mạnh như đợt vừa rồi. Tuy nhiên, khi không khí lạnh dồn thêm trên một nền nhiệt đang thấp sẽ khiến cho nhiệt độ các tỉnh trong khu vực sụt giảm mạnh mẽ, trời chuyển rét đậm vào sáng sớm với mức nhiệt khoảng 14 đến 15 độ ở đồng bằng trung du và 9 đến 11 độ ở vùng núi cao như Sapa, Sìn Hồ, Mộc Châu, Bắc Hà. Sau khi ảnh hưởng đến thời tiết khu vực miền Bắc, sang đến ngày mai, khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đới gió đông bắc thổi từ biển vào lại mạnh lên khi gặp sườn đón gió của giải Trường Sơn sẽ hình thành các đám mây gây mưa cho toàn khu vực mưa sẽ xuất hiện từ các tỉnh phía bắc sau lan dần xuống các tỉnh phía nam một số nơi có lượng mưa tương đối lớn nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm ở các tỉnh thành ở phía bắc trời chuyển rét Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở dìa phía nam của khối không khí lạnh, do vậy một vài sóng lạnh khuét tán xuống đây cũng khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ trong các ngày sắp tới. Đặc biệt sương mù vào sáng sớm sẽ lại xuất hiện rải rác ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền đông của Nam Bộ. Ban ngày trời vẫn có nắng nhiều, về chiều tối và đêm một số nơi thuộc khu vực có mưa với lượng không nhiều. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên cả nước vào ngày mai, mùng 5 tháng 12. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 cho đến 22 độ, riêng Điện Biên Lai Châu là từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sẽ có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, sáng sẽ có mưa rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, gió Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và thấp nhất là từ 15 đến 18 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, phía Bắc sẽ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ cao nhất là từ 23 cho đến 26 độ, phía Nam là từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối bản tin là những thông tin thời tiết cho khu vực biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức 25 cho đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27 cho đến 31 độ. Thưa quý vị như vậy là trong ngày và đêm mai các tỉnh bắc bộ trời rét, có mưa ở nơi rét đậm; các tỉnh ven biển bắc và trung trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to; phía bắc trời rét, khu vực tây nguyên và nam bộ ít mưa ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.